Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Gift Swap. Thì để tham gia dự án này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mới từ đăng tắt chatbot nữa. Rồi các bạn join kim gift kênh group nữa. Các bạn join sao các bạn bắt đắp nữa, join tiếp kênh seller nữa. Rồi bạn bắt đắp nữa, tiếp tục bấm nút chat nè. Rồi các bạn group xa đi vô qua bot nha các bạn. B F B B. Rồi, các bạn bấm vào continue các bạn. Mình sẽ get được 45 top cần ít nha các bạn. Chương trình này góp này nó chỉ random cho 10.000 winner may mắn nha các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn follow Twitter nữa. Trên Twitter nữa các bạn theo dõi nữa các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục các bạn bot tan 3 người bạn mình vào nè các bạn. Rồi các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn như tweet nè. Các bạn tăng 3 người bạn của mình vào mà các bạn gõ cộng là hiện những người bạn tất cả bạn nè. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè, các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi tiếp tục follow tại Twitter và retweet post nè. Rồi các bạn lựa cái bài của nó các bạn. Rồi các bạn like nè, các bạn trình dẫn với tweet nè, rồi là test lại cái mưa nữa các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè, mình bấm submit detail và bấm done. Rồi tiếp tục mình gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì bằng mã tại Twitter mình nha nè. Bạn nhấp vào mà ta, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn nhấp vào ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết gửi lại cho bot. Rồi sau đó các bạn chọn tạo ai gấp bô các bạn. Rồi các bạn bấm done. Rồi nó có tweet thêm Z. Tiếp tục gửi địa chỉ với bên B cho mã trên bet 20 trên chiếc bet. Rồi mong sẽ tiếp nè. Rồi các bạn gì lên ghép chia sẻ trong bè những cái thằng kiếm tôi căng các bạn. Vậy video mình đã đem kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.